Chuyên mục đêm nay ăn gì xin được giới thiệu với các bác những món không thể bỏ qua khi màn đêm buông xuống. Nào mực, nào tu và ếch mì tim cật, mực xào cá bóng, nem rán giòn thơm. Nghĩ thôi là đã thấy thèm rồi. Đầu tiên là một hàng mì tim cật bán đêm mà Pít mới khám phá ra, nằm ở số 8/70 Dư Hàng. Mọi người có thể tới ăn trực tiếp nhưng mà mình thấy chỗ ngồi hạn chế lắm, lại nằm trong ngõ hơi bất tiện, còn không thì cứ gọi ship về cho nhanh gọn lẹ. Ở đây họ bán từ 10 rưỡi sáng tới 3 giờ đêm lận. Nổi bật nhất là mì chua cay, nhưng mà ngoài ra sẽ còn có các món nhậu khác và một số loại đồ chế biến sẵn để về nướng hoặc là nhúng lẩu nữa. Mì ăn ổn, sợi mì dai, trụng vừa tới, nước dùng chua chua cay cay, thiên chua nhiều hơn. Mình muốn cay thì sẽ phải cho thêm nhiều xíu tương ớt vô nè. Tim cật ăn giòn, dai và không bị hôi, nói chung là món này ok la lắm nhá. Còn cái món thủ phá ếch này trông qua thì nó đè co hơi hẻo cơ mà ăn giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt để nhậu thì là số rách luôn. Là tôi thì tôi sẽ thích kết hợp thêm cái tỏi phi thơm nữa vào với thêm một vài cái lát ớt sừng để tượng trưng. Thứ nhất là cho ngon này, thứ hai là nhìn đĩa đồ ăn nó bớt buồn. Rồi thôi, chuyển sang cái option thứ hai cho bữa đêm đi. Đây là một cái hàng chuyên về mực và hàng này thì trước giờ Pít chỉ order thôi nên là cũng chả rõ người ta có bán quán hay không nữa. Một vài món mà mình hay gọi ở đây nhất đấy là mực nướng, mực xào bơ tỏi chua cay với cá bóng. Đó, bây giờ là 10 rưỡi đêm và gia đình tôi mới bắt đầu nhậu. Nói sơ qua một chút về giá tiền thì mực ở đây sẽ tính tiền theo size mực chứ không có một cái giá cụ thể nào hết. Ví dụ như là mọi người ăn loại 100 hay loại 160 thì giá nó cũng đã khác nhau rồi. Tức là khi bạn đặt thì người ta sẽ bảo là hôm nay đấy có những cái loại size mực như thế đấy. Bây giờ ăn loại gì thì để người ta chế biến. Họ nhận ship từ 2 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm nha, các bác nốt vô. Mực xào bơ tỏi ở đây siêu siêu thơm, đúng y như cái tên, vừa thơm mùi bơ vừa thơm mùi tỏi. Mực sẽ được đập và xé sợi mỏng trước khi xào nên là nhá cả hộp vẫn cứ là osake, không sái quai hàm đâu, yên tâm. Vị thì đậm đà, mặn ngọt vừa phải, trong cái miếng ớt nó sợ vậy chứ không có cay. Nếu lần đầu xem menu chưa biết chọn gì thì highly recommend các bác chọn món này nhá. Mực nướng thì tất nhiên là nó cũng giống như là bao hàng mực nướng khác thôi, cái món này thì không có gì đặc biệt lắm, hàng nào cũng như hàng nào à. Thế chứ nguyên hai cái hộp mực này là đã đủ lai dai cả đêm rồi, còn nhà tôi thì lại toàn kiểu dũng sĩ diệt mồi nên vèo cái hết. Nem rán Hà Nội có cái vỏ ngoài chiên xù giòn rụm, cũng không quá là bị ngấm dầu đâu, chấm cùng với tương ớt ăn cũng hay. Người lớn thì có vẻ không ham món này lắm nhưng mà như cháu tôi ấy thì lại ưng món này như điếu đổ. Hồi xưa nhà chưa có điều kiện mà cá bóng thì lại mắc nên là thỉnh thoảng thu nhà mẹ mới mua khoảng nửa cân cá chỉ vàng này về cho ăn. Đúng là con nhà lính tính nhà quan, Pít vẫn thích ăn cá bóng hơn bởi vì ăn cá bóng nó dẻo dẻo, thơm thơm lại mặn mặn ngọt ngọt, còn cá chỉ vàng thì mặn lắm. Còn nếu ăn đêm mà lười không muốn ra ngoài mà cũng chả muốn gọi đồ về thì tự nấu mì thôi. Đổi vía không ăn mấy cái loại mì cơ bản truyền thống thông thường nữa, mua gói mì Hàn Quốc về ăn cho nó mới lạ. Luộc mì xong là vớt ngay ra một bát nước đá lạnh cho sợi mì nó dai hơn. Bảo là ăn mì tưởng tiết kiệm nhưng mà ăn mì Hàn Quốc thì nó cũng chả tiết kiệm được bao nhiêu, giá nó cũng ngang ngửa bát phở. Ấy xong không quên bo nớt quả trứng với rắc xíu mè lên trên là màu bày đặt decor. Ăn xong mới phát hiện là mì nó dai xỉu, tức là bản thân nó đã dai rồi, Pít nhá còn ngâm thêm nước đá, nó tự động x2 độ dai. Hút mì mấy lần mà tí nữa nghẹn gần chết, hỏng, chê nhà, chê. Cho nên là nếu các bác cũng ăn mì này thì đừng như tôi nha, nhớ ăn chậm rồi đấy nhá.